Dạ, xin mời. Dạ. Anh có thấy anh Nguyên đâu không? Chắc ở đâu đó đó. Không biết xong hội nghị này người ta có chiêu đãi tiệc tùng gì không ta? Đầu óc của ông suốt ngày cứ lo nghĩ ăn uống không à. Đáng lẽ cái bầu tử của ông nó phải nằm trên đây nè. Kìa nữa chứ. Ông nói gì kỳ vậy? Có thật mới giật được đạo chứ. Mà ông nè, ông có biết hồi nãy cái cô gái lên phát biểu là ai không? Cái cô hồi nãy đó hả? Nghe ông Nguyên nói là bạn của ổng hồi còn nhỏ đó. Mà công nhận ha, cô gái đó đẹp, xinh xắn ghê ha. Mà tôi thấy phát biểu còn hay hơn nữa. Chết cha, tới giờ rồi, lẹ lẹ vô, đi dự hội nghị lẹ lên. Nghe anh Khanh nói là câu lạc bộ của mình sắp mua một dàn máy hơi bị xịn đó nha. Vậy hả? Cũng phải thôi. Phòng tập của tụi mình có vẻ ít máy móc quá. Tuần này tụi mình xuống Bình Châu chơi không? Lâu rồi không tắm xuống nước nóng. Được đó. Mà thôi đi, chắc đi không được đâu. Lúc này anh Nguyên anh không có rảnh. Bình Châu gần xịt đó chứ có xa gì đâu. Bộ lúc nào cũng nghe không rảnh hết á. Chẳng lẽ một tháng không rảnh được một ngày hả? Đi sao giờ, ảnh bận thiệt chứ bộ. Tiếc là mình không biết một chút gì về kinh doanh hết. Nếu không, mình có thể giúp đỡ ảnh rồi. Mà nè, anh Nguyên phong độ, cuốn hút, lại giàu có. Bộ mà không lo giữ, có ngày mất thì đừng có tiếc nha. Chuyện đó hả? Không cần phải lo đâu. Nói cũng đúng. Anh Nguyên không phải hạng tầm thường, không phải ai cũng tiếp cận được đâu. Với lại có vợ đẹp như bồ thì còn gì bằng. Mệt ghê á. Dạ bạn. Chào anh. Xin chào. Dạ. Dạ. Chúc mừng nha. Dạ. Dạ, xin chào. 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 Chào chị. Dạ, chào. Dạ. Chào anh. Chào chị. Chào anh. Chào. Ngành thủy hải sản của chúng ta đang gặp nhiều khó khăn. Nhưng qua hội nghị này đã đưa ra nhiều giải pháp khả thi, cho nên chúng ta phải cần gắn kết chặt chẽ hơn. Hy vọng là ngành hải sản chúng ta phát triển lớn mạnh, đủ sức cạnh tranh với các đối tác nước ngoài. Đó là điều tôi muốn. Công ty Tuấn Thành hiện là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành. Tôi mong rằng chúng tôi sẽ là đối tác với ông. Hay quá. Doanh nghiệp của tôi cũng mong được sự hỗ trợ về vốn và tài chính từ tập đoàn của mấy ông. Sau hội nghị này, nếu các anh chị nào có dự án nào tốt, chúng ta cùng bàn bạc và ký hợp đồng ngay. Tôi chúc các bạn đạt nhiều thành công. Xin mời. Mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Chào giám đốc. Chào anh. Chúc mừng anh. Cuối cùng công ty của anh cũng đạt được thắng lợi. Nè, anh đang khen hay là chọc kẹo tôi vậy? Hải Âu của anh đến nay á đã đứng vững trên sàn được 3 năm. Giá cổ phiếu thì cao ngất ngưỡng. Tuấn Thanh nhỏ bé của tôi thì có là gì đâu chứ. Anh khiêm tốn quá.
Sắp tới tôi có đơn hàng mới giảm giá đó nghe. Tất nhiên rồi, ai chứ đơn hàng của Hải Âu là tôi ưu tiên số 1. Ok. Mời. Tôi qua với mấy người bạn của tôi chút nghe. Gặp sau nghe. Chào. Lâu quá không gặp. Ủa, mày cũng dự hội nghị này nữa hả? Tao cũng làm cùng nghề với mày mà. Tao về đầu quân chơi tân tiến. Vậy sao? Tao nói thiệt, không thể ngờ mày ra bắt đầu quân chơi tân tiến. Chúc mừng mày nha. Ủa, Thái Hà có khỏe không? Khỏe. Nó vừa mới học xong thạc sĩ. Nó cũng ở chung với tao nè. À, vậy hả? Ủa, nó đâu rồi? Chắc là nó đang trốn ở đâu đó. Nó không quen náo nhiệt đâu. Đúng là Thái Hà vẫn như xưa, chỉ thích những nơi nào đó yên. Nó sống nội tâm từ xưa giờ mà. À, Hà My khỏe không? Giờ tao vẫn khỏe. Cảm ơn mày. Còn thằng Phung? À, khỏe. Nó đang nghỉ phép. Vài hôm nữa thì nó mới đi làm lại. À, mày còn ở lại đây lâu không? Bữa nào họp mặt ăn nhậu đi. Ok. Gặp lại mày sau nha. Cảm ơn thí chủ đã chuyển tiền để đúc đại hồng chung. Công đức của thí chủ là phước báo sau này. Dạ, cũng là chuyện nhỏ thưa thầy. Con quy y ở cái chùa này từ trước đến giờ chưa làm được điều gì cho chùa hết. Thí chủ đã bắt đầu làm con của Phật, quý lắm phúc lắm. Phải tu tập cố gắng để dứt trừ tham sân si, bỏ điều ác làm điều thiện, tạo nghiệp lành. Dạ, A Di Đà Phật. Con xin nghe lời thầy. Dạ, em đang ở chùa. Em vừa quyên tiền cho chùa để đúc chuông đồng đó anh. Dạ, em chuẩn bị về nè. Anh về chưa? Lát nữa em về rồi em lấy tiền để em chuyển tiền cho má nha. Cái gì? Anh đã hứa với em như thế nào? Em không cần biết. Chuyện xoay vốn nhập hàng là chuyện của anh. Em chỉ cần biết cuối tháng này em cần 600 triệu để sửa nhà cho má em. Trời ơi. Vậy thôi nha. Kéo tôi đứng dậy giùm đi cô. Má lên. Mắc mớ gì tôi phải kéo mà đứng dậy chứ. Ồ. Nè, cô vừa phải thôi nha. Cô đụng tôi té, cô không đỡ tôi vậy mà cô còn nói giọng vậy đó hả? Rồi sao? Bà mập mạp vậy, đi đứng không chịu dòm ngó. Tôi không đụng bà té thì người khác cũng đụng bà té à? Tôi còn chưa bắt đền bà, làm võ tôi hư hết rồi nè, dơ hết rồi. Đúng là gặp chuyện gì đâu không. Trời, tôi chưa gặp ai rơi cáo như cái cô này à. Miệng mồm độc ác như vậy mà đi chùa làm gì. Đúng là khẩu xà mà tâm cũng xà nữa mà. Ôi trời ơi, tôi chết rồi. Tất cả xoay eo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Cố xuống sau chút em. Hôm nay mọi người đã cố gắng hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn mọi người. Mọi người thay đồ về nha. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Tập xong rồi đi ăn gì không? Đi ăn cốc tai đi, hay là uống sinh tố. Thôi đi ăn cốc tai đi, tôi thích ăn cốc tai hơn bà ơi. Chào cô. Dạ. Cô cho tôi hỏi, cô có phải là Hạ My không? Dạ, tôi là Hạ My. Xin lỗi, chị tìm tôi có chuyện gì không ạ? Tôi được giới thiệu muốn ốm là phải gặp cô. Tôi muốn hỏi là nếu tôi tập aerobic thì bao nhiêu ngày thân hình tôi mới được như cô? Người đẹp cỡ này á hả? Chắc cũng cỡ vài chục năm à mới được như thân hình cô giáo này. Cỡ tôi như vậy nè, còn không dám mơ có được thân hình đẹp giống cô Hạ My. Một tấm mỡ như vậy hả? Chắc một hai thế kỷ sau mới tan hết mỡ. Cô ác nhân thất đức kia, sao đi đâu cũng gặp người như cô vậy? Người như tôi thì sao? Đẹp hơn bà quá phải không? Thôi chị Phương Anh, nói như vậy làm người ta nản đó. Nè, không sao đâu, chị đừng có lo. Em nhất định là sẽ tư vấn cho chị để chị giảm cân nha. Tôi muốn có thân hình đẹp như cô. Em cảm ơn chị đã khen em. Thật ra để giảm cân chỉ cần ăn uống nè và luyện tập hợp lý là được à. Sáng nào tôi cũng chạy bộ 2 tiếng đồng hồ, tôi cũng phải nhịn ăn nữa đó. Vậy mà leo lên cân cứ tăng cân hoài à. Chị không nên tập quá sức như vậy. Nếu như mà nhịn ăn á thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe lắm. Để em cho chị một cách chế độ tập hợp lý nè. Không cần phải nhịn ăn đâu, miễn là tập điều độ là được. Dạ 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 dạ, cảm ơn cô. Dạ. Dạ dạ, cảm ơn cô. Dạ. Cơm bữa nay ngon thiệt. Em nấu đó hả? Không phải. Nghĩ đến cảnh má em ở trong căn nhà dột nát, ăn cơm còn không vô, nói làm chi nấu cơm. Ba ăn đi ba. Dạ. Trâm à, chắc là vì cháu mình phải kiếm thêm việc làm để kiếm thêm thu nhập đó con. Thôi thôi mà, để anh cân đối sổ sách rồi cuối tháng gom tiền để cho má sửa nhà, được chưa? Ăn cơm đi em. Ủa ba, không phải cuối tháng này ba nhập hàng hả? Ba đưa tiền cho dì rồi còn đủ tiền để nhập hàng không? Con nói vậy là sao? Bộ dì lấy hết tiền của ba con hả? Con đâu có nói vậy đâu, tại vì có tật gì giật mình thôi. Anh coi thái độ của con gái anh kìa. Dù sao em cũng là mẹ của nó, ăn nói phải tôn trọng người lớn chứ. Nè em à, em dạ mời bà chủ dùng nước. Dạ. Này chị, em à, đừng cãi với nhau nữa được không? Lâu lâu mới có dịp ăn cơm chung với nhau như vậy. Ngọc, xin lỗi dì con đi. Dì là người lớn, con không được quyền như vậy biết chưa? Nhưng mà con có nói gì đâu. Con đó, con chỉ giỏi cái miệng hỗn hào thôi à. Sao không giỏi phỏng vấn cho đạt đi? Hôm nay chắc là rất phỏng vấn nữa chứ gì. Ở nhà hoài, bộ con không chán hả? Cái đó là chuyện của con, không có liên quan tới gì. Ở nhà hoài không có sướng hơn sao? Thích thì làm, không thích thì đi chơi. Tuổi còn trẻ quá mà, từ từ đi làm cũng được. Đó, con gái của anh đó, suốt ngày ăn không ngồi rồi, suốt ngày mượn cớ đi làm công tác xã hội để rong chơi tiêu pha tiền của. Con tham gia công tác xã hội là để làm từ thiện, chứ đâu phải là rong chơi tiêu pha gì tiền của đâu. Giỏi nhất là cái miệng thôi à. Nhìn gì đi nè, quy y đó. Mỗi tháng 15 mùng 1 đi chùa,
Cái đó mới gọi là từ thiện. Làm ơn làm phước đi, lớn rồi nên thân một chút cho người ta nhờ. Thôi, hai dì cháu đừng cãi với nhau nữa. Vậy rồi nó ăn cơm gì nổi hả em? Con của anh làm cái gì anh cũng không nói á. Nó xài bao nhiêu tiền anh cũng mặc kệ. Chứ còn với em hả, anh tính từng đồng từng cắc. Lấy anh bao nhiêu lâu nay, có bao giờ anh hết lòng với em đâu. Thôi mà em, cho anh xin lỗi nghe. Anh hứa là cuối tháng anh sẽ sửa nhà cho má. Còn chuyện nhập hàng thì ôi để từ từ rồi tính cũng được. Nè, uống nước đi em. Thôi khỏi đi, không có nước nôi gì hết á. Các con, ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Ôi, cái tánh của dì con là như vậy đó. Ăn đi. Còn con nữa, ba đã dặn con bao nhiêu lần rồi. Đúng một cái là cãi với dì. Đúng một cái là cãi với dì. Là sao hả? Con đâu có cãi gì đâu. Tại vì thấy con chướng mắt thôi. Con không ăn nữa đâu. Dạ dạ, ông chủ. Ông chủ ăn ngon không? Ăn gì nổi nữa mà ăn. Cái nhà này hãy ăn chung là có chuyện à. Thiệt tình, từ ngày ông chủ rước bà chủ mới về, nhà này chưa bao giờ có bữa cơm ngon lành hết. Chị có đói không? Em ăn cơm lên cho chị nha. Cảm ơn em, chị no rồi. Em ăn lên cho dì đi. Chị đừng giận dì mà. Chị biết tính dì lúc nào cũng tranh phần hơn về mình mà. Nhiều lúc chị nghĩ không biết hai người có phải là dì cháu ruột không nữa. Sao mà tính tình khác xa nhau quá vậy? Chị này, thật ra dì cũng tốt với em lắm. Ừ, thì dì chỉ tốt với em thôi. Không phải đâu mà chị. Tính dì thật ra cũng không xấu giống chị nghĩ đâu. Ừ, thì chị chỉ là không tốt thôi. Chị à. Thôi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Không sao đâu. Đâu phải là lần đầu dì cãi nhau với chị đâu. Khi nào chị đói, chị sẽ nấu mì ăn được chứ. Thôi, em sẽ nấu mì cho chị. Hồi nãy em cũng không ăn gì, đói quá. Chị nhớ kêu em nha. Dạ. Chào bác. Ủa, con đến sao không đưa Hạ My vợ con đến ăn cơm với bà luôn? Dạ, vợ con hôm nay dạy cả tối cho nên về hơi trễ. Với lại con qua đây để thăm ba thôi. Vậy sao? Bà nói rồi, hai vợ chồng con á sớm có con đi. Để lúc nào hai đứa bận bịu á thì thấy đứa nhỏ qua chơi với bà. Dạ, con cũng muốn vậy nhưng mà chưa có được thôi. Chuyện con cái là do trời cho mà ba. Ba, sáng nay công ty cung cấp hóa chất đòi cho tăng giá 10% đó ba. Chà, cao dữ à. Lượng hàng của chúng ta đang trữ công ty chỉ đủ cho các đơn hàng xuất sang nhượng sắp tới thôi. Còn các đơn hàng qua Mã Lai á thì chúng ta cần phải mua thêm nguyên liệu. Vậy con đã báo cáo giá lại với bên Mã Lai chưa? Là chúng ta phải tăng giá theo thị trường. Theo con thì chúng ta không thể nào tăng giá được ba. Tại vì công ty chúng ta được lựa chọn là do công ty chúng ta có giá cả phù hợp, dễ dàng cho sự lựa chọn trên thị trường. Quý này chúng ta chấp nhận lợi ích một chút. Đến lúc nắm trọn thị trường thì chúng ta tăng giá cũng vẫn chưa muộn. Nhưng liệu mình có chịu nổi cho đến lúc nắm được thị trường không? Dạ, dạ, ba đừng có lo. Có cách tính hết ba. Hiện nay thị trường chúng ta có những thứ tăng, và ngược lại
cũng có rất nhiều thứ đang giảm. Theo con thì quan trọng chúng ta có biết cách lợi dụng sự bất ổn của thị trường hay là không thôi. Đây là bản dự toán chi phí cho 6 tháng cuối năm. Ba xem qua giùm con nha. Lợi dụng thị trường hay đó. Vậy con tự quyết định đi. Dạ. Hạ Mi, ủa sao xong trễ dữ vậy? Ừ, bữa nay có nhiều học viên mới vô cho nên tập hơi chậm. Đâu có khỏe như lớp của My đâu. Cái gì? Lớp của My mà là khỏe hả? Trời ơi, vậy là thương không biết rồi đó. Hôm nay sếp mới tuyển vô cho lớp My một học viên nặng 120kg luôn đó. Mà ngộ ghê nha. Tập cái động tác dễ thì kêu dễ quá, mấy động tác khó quá thì cũng không chịu tập nữa. Nhức cái đầu luôn à. Đó, ai biểu cô Hạ My nổi tiếng quá hàng chi. Thôi ráng đi. Thì cũng phải chịu thôi chứ biết làm sao giờ. Kiểu này chắc phải tăng cường tập máy thêm quá. Thôi trễ rồi, mình về trước nha. Cảm ơn Thương. Anh Nguyên sắp đón mình rồi, thôi mình đi trước nha. Bye Thương. Alo, chị Diệu hả? Phiền chị check lại với phòng marketing coi dự án quảng cáo cá thu đóng hộp như thế nào rồi. Báo tôi biết sớm nha. Báo gấp giùm tôi. Ông xã. Trời, để em lâu không vậy? Nước của em nè. Cảm ơn anh. Trời ơi, sao mà đẹp đôi quá. Vợ đẹp, chồng đẹp. Keo đen cũng đẹp. Bà làm gì vậy? Ây da. Ông làm tôi mất hứng à. Đi về. Vậy đi về. Làm gì dữ vậy? Ông làm mẹm gì đó. Có làm mẹm gì đâu. Về. Gì vậy? Bị đạp nãy đó. Ăn đi anh. Ăn đi em. Alo, alo, sao rồi, ông tới chưa? Tới rồi, mà thất vọng ông ơi. Giờ đang chạy ra Cần Thơ, con có manh mối gì không? Nè, mà chuyện công ty ổn không? Không công thì tôi hơi cực một chút đó. Ráng đi, tôi về sẽ khóc ông một chậu. Thì cũng đang đợi tin vui của ông đây. Ừ, bác. Anh Phùng hả anh? Cũng mong cho nó sớm tìm được người thân thất lạc em à. Alo, Quốc hả? Em coi để sửa lại cái mục 4 trên báo giá giúp cho anh nha. Cụ thể là tiền hao hụt do vận chuyển. Cậu còn thiếu đó. Chưa hết. Với lại trên là đồng đô cũng không thấy đề cập tới.
Tôi đã nói với cậu là khoan hay gửi cho đối tác mà. Thôi được rồi, cậu gọi cho Jason quỷ bản báo giá đó đi, tôi sẽ gửi bản báo giá khác. Được rồi, cứ về mà làm đi. Ăn đi. Em được nghỉ 3 ngày lận đó. Vậy hả? Phòng tập nâng cấp nên em được nghỉ dài hôm. Anh ơi, em định làm hay là mình đi đâu đó được không anh? Nhưng mà tháng sau anh phải đi miền Trung rồi, chưa biết chắc là ngày nào về nữa. Nếu như mà thuận lợi đi chuyến này á, thì công ty của mình sẽ thâu tóm thị trường ngoài đó. Công việc quan trọng hơn mà. Bà xã nè, đừng có giận anh nha. Khi nào anh về anh sẽ đền cho em, chịu không? Đền một chuyến đi châu Âu đó nha. Anh ăn đi. Ê, mai qua chở tao đi thăm viện dưỡng lão nha. Nhớ rồi. Ê, hôm nay mày đi phỏng vấn sao rồi? Ao nữa rồi. Ngày mai tao lại có lịch hẹn phỏng vấn. Hy vọng sẽ sớm có việc làm. Ở nhà đối diện với bà Phương Anh hoài chán ghê. Mà nói mới nhớ, sao dạo này bà dì ghẻ của mày giống phù thủy quá vậy? Hồi nãy đứng chờ mày trước cổng, bà ra tận nơi mắng tao đó. Ai mà biết được bà. Tự nhiên bây giờ bà chăm chăm soi mói chuyện của tao. Bực thiệt luôn á. Mỗi lần đi ra khỏi nhà, trong lòng tao nhẹ gì đâu á. Nhiều lúc tao không muốn về nhà luôn á. Ê, vậy gôi luôn đi. Trời, mày tưởng tao không muốn hả? Chỉ sợ ba tao buồn thôi. Kệ, tao cũng quen rồi. À mà nè, cuối tuần này á, anh Nhân có về không? Ừ, anh nói nhất định về á. Xa Sài Gòn hơn một tháng rồi, nhớ lắm. Nè, anh nhớ mày á, chứ nhớ gì Sài Gòn này. Trời, mày chỉ được cái ấy đúng. Dạ, thưa bác sĩ, mẹ tôi bị sốt hai bữa nay mà không giảm. To thuốc ngày hôm qua bác sĩ cho, tôi cho mẹ tôi uống rồi mà không thấy bớt chút nào hết. Tôi lo quá, bây giờ phải làm sao bác sĩ? Dạ, thưa bác sĩ. Thưa gửi cái gì tôi nghe rồi. Bệnh cũng phải từ từ chứ. Cơ thể con người chứ đâu phải là cái máy đâu. Phải có thời gian để thích ứng với thuốc chứ. Thời tiết nó thay đổi như thế này thì ai cũng dễ bị bệnh hết á, không có riêng một mình chỉ đâu. Bác sĩ ơi, tôi mệt quá, tôi thở không nổi nữa bác sĩ ơi. Tôi thở không nổi nữa bác sĩ ơi. Tôi cũng mệt lắm chứ không có sung sướng gì đâu. Bác sĩ chứ không phải người ở đâu. Ngứa cổ hắt hơi cũng bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ. Bác sĩ chứ có phải tiên thánh gì đâu mà hô biến một cái là hết bệnh liền. Chị qua đâu? Qua. Dạ, bác sĩ gọi em. Đo huyết áp, đo nhiệt độ giùm cái đi. Làm gì bên kia cả buổi vậy? Dạ. Bệnh nhân tới là phải tiếp nhận liền. Đừng để tôi phải gọi. Dạ, tôi đang làm thống kê về những phụ nữ sanh đẻ vượt kế hoạch ạ. Theo lời của bác sĩ yêu cầu đó. Lúc khác làm đi, mất thời gian lắm. Không cần phải thống kê chính xác đâu. Cứ phan đại một con số nào chỗ đó đi. Có gì tôi chịu trách nhiệm cho. Dạ. Bây giờ đưa bệnh nhân sang phòng bên, đo huyết áp, đo nhiệt độ giùm tôi cái. Dạ. Dạ. Mời cô đi ạ. À. Dạ, chào bác sĩ. Cái gì của bác sĩ, cái gì của bác sĩ hết á. Bác sĩ ơi, huyết áp cao, nhiệt độ 39 lận. Bệnh nhân có chuyển biến xấu á. Bây giờ cho bệnh nhân uống gấp một liều thuốc hạ sốt rồi viết giấy chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, nhanh lên. Dạ.
Em chưa ngủ hả? Dạ chưa, em còn đang coi tin tức. Làm cả ngày em không mệt sao? Em coi lên ngủ cho sớm đi. Em chưa thấy mệt. Ngoài tổng công ty họ đang hối thúc khai trương chuỗi cửa hàng Tata, càng sớm càng tốt đó. Em chuẩn bị tới đâu rồi? Mọi thứ vẫn đang tiến hành tốt anh à. Em đã thăm dò thị trường kỹ chưa? Dạ rồi, em cho khảo sát và nắm được những công ty cung ứng lớn rồi. Chỉ lớn thôi à? Có biết tại sao em rất thuận lợi ngồi vào ghế giám đốc Tata không? Thì anh hai của em á, là giám đốc điều hành của tổng công ty thủy hải sản Tân Tiến. Anh hai đã lên tiếng đề bạt thì chủ tịch cũng không nỡ từ chối. Em nghĩ là tiếng nói của anh hai em lại có giá trị như vậy sao? Chứ không phải sao? Tập đoàn Tân Tiến xưa nay vốn đã đánh ở đâu thì sẽ thắng ở đó. Không thích chung sống hòa thuận giai bao giờ. Tuy là kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, nhưng lĩnh vực thủy hải sản mới là lĩnh vực kinh doanh chính. Lần này Nam Tiến, Tân Tiến quyết phải giành hết thị trường miền Nam mới thôi. Tân Tiến hiện nay có đến 4 CEO, nhưng sao lần này Nam Tiến lại chỉ định một mình anh làm việc? Em có biết là vì sao không? Em chọc anh hai thôi, chứ em biết mà. Vì chuỗi cửa hàng Tata chuyên cung ứng các loại sản phẩm chế biến từ thủy hải sản. Trong Nam tuy mặt hàng này tiêu thụ mạnh, nhưng khẩu vị Nam Bắc đúng là mỗi miền mỗi khác nhau. Em cần phải chọn lọc kỹ rồi mới ký hợp đồng với các đối tác phía cung ứng. Bữa giờ em ăn toàn thủy hải sản. Ngày nào cũng cá, cá khô, mực khô, tôm khô, toàn là đồ khô. Người em sắp khô luôn rồi đó. Giám đốc gì mà kỳ vậy hả? Sao em không để cho nhân viên nó làm? Mấy cái vụ này mình phải tự thử mới biết chính xác được anh. Chứ giao nhân viên mỗi người mỗi vị đâu có chính xác được. Chính vì vậy nên mới cần một giám đốc người miền Nam như em, đúng không? Cũng giống như là khi mọi người chỉ định Nam Tiến là người anh hai tài giỏi của em vậy nè. Hay quá, dám chọc anh hai hả? Mày đã trở lại. Chúc mừng mày đã trở lại. Chào anh. Chào em. Mày làm gì vậy mày? Nhỏ này thơm quá. Công ty này tuyển toàn chân dài không mày? Ê, xuống kìa. Có chồng em. Đồ vô duyên. Quá, wow, nhìn con nhỏ nó ngon thiệt. Ờ, ngon như đường phèn vậy. Ba vòng bốc lửa luôn mày. Nè, thấy đẹp vậy thôi chứ đừng có rờ vô. Phỏng tay đó, không có đến lượt mình đâu. Cái nào ăn thì ăn, cái nào cúng thì cúng, hiểu chưa? Bữa trước á, tao thấy sếp nhìn thấy em á, ổng đã điên tới tận đỉnh đầu rồi. Ổng ra lệnh á, chấm ẻm rồi đó. Dễ gì mà sống. Con ngon vậy chứ toàn là dốt đặc không mày ơi. Không có một miếng bằng nào trong tay hết á. Có em nha, đưa ra mấy cái chứng chỉ tào lao không à, toàn là bằng cấp giả không à. Thì đúng rồi, cái sếp cần á thì không phải là bằng cấp,
sếp cần là thứ khác. Ủa vậy hả? Sexy, chịu chơi. Chứ nếu mà sếp cần bằng cấp á, thì sếp tuyển mấy thằng được rửa, rồi đẩy ra công trường làm như trâu bò rồi. Hiểu chưa? hiểu. Thông báo tuyển dụng á, chỉ toàn là để che mắt thiên hạ mà thôi. Đúng rồi. Ủa, mà ông làm gì trọng lâu dữ vậy ta? Ủa, không lẽ cha trưởng phòng nhân sự muốn nếm thử hả mày? Ê, nai kìa mày. Nai này á là không phải mẫu ưa thích của tụi mình rồi. Ký cho người kế tiếp vô đi. Dạ, em đưa vô liền. Dạ, em đi theo chị. Dạ. Dạ thưa sếp, đây là ứng viên mới. Mời cô. Dạ. Tôi ít 700. Chứng chỉ kế toán. Bằng tốt nghiệp loại giỏi. Tốt. Tôi ít 700. Chứng chỉ tốt nghiệp. Bằng cấp của cô rất tốt. Vậy tại sao cô lại xin việc tại đây? Theo tôi biết á, thì công ty đang cần một thư ký giám đốc. Tôi nghĩ là tôi có thể làm tốt công việc này. Công ty tôi cần một người có kinh nghiệm. Bằng cấp của cô tuy giỏi, nhưng mà cũng chỉ là mới tốt nghiệp thôi. Dạ, tuy rằng tôi còn thiếu kinh nghiệm làm việc, nhưng mà tôi tin rằng sự cầu tiến của tôi sẽ bù đắp kinh nghiệm. Không ai sinh ra có thể biết được mọi thứ hết. Nhưng công ty của tôi không phải là nơi để cô thí nghiệm. Nếu bị từ chối thì cô có buồn không? Tất nhiên là buồn rồi, khi mà tôi không được tuyển dụng. Nhưng nếu ông cho phép, tôi xin phép được nói một lời. Mời cô. Thưa ông, tôi nghĩ rằng tôi đang có ưu điểm, đó là tuổi trẻ, sự ham học, cầu tiến và năng động. Nếu công ty chỉ muốn tuyển người có kinh nghiệm, phải chăng là công ty đang đi theo lối mòn? Đi theo lối mòn á là một giải pháp an toàn, nhưng mà khó có thể khiến cho công ty được phát triển à. Cô là một cô gái thông minh, có tính cách, cô hiểu không? Cô đang làm tôi lung lay đó. Bằng cấp và chuyên môn của cô rất tốt, nhưng mà công ty của chúng tôi đang cần một người có thể hình lý tưởng, còn phải biết ngoại giao và biết tiếp khách cho giám đốc. Thẩm. Cảm ơn ông. Chào chị. Dạ, em chào anh. Alo. Alo, sao rồi? Phỏng vấn đạt không? Lại thêm một công ty nữa tuyển bình bông mày ơi. Chán ghê. Chỗ này là chỗ thứ ba trong tháng này rồi đó. Người ta cần bình bông thì mày cứ làm bình bông đi, cứ như cọng cỏ hoài sao được. Nè, lần sau đi phỏng vấn á, để tao trang điểm với lựa đồ cho mày nha. Tao nghĩ á, chắc là mày để mặt mộc đi phỏng vấn chứ gì. Rồi lại mặc quần jean với lại áo thun bình thường chứ gì.
Bao không tin á, là không có công ty nào tuyển dựa vô năng lực. Chứ Bình Bông á, là tao không phải rồi đó. Thì mày cũng phải mặc sao cho thu hút người đối diện mày chứ. Mày ở chung nhà với dì Phương Anh mà không học hỏi được chút nào hết hả? Cái gì? Mụ phù thủy đó hả? Thôi cho tôi xin đi. Trời ơi, cho vàng tao cũng không học theo bà nữa. Mày có biết á, một tháng bà xài bao nhiêu tiền của ba tao không? Tội nghiệp, ba tao còng lưng ở ngoài cửa hàng á. Ê, rảnh không? Chiều nay đi ăn ốc với tao đi, ăn ốc xả xui. Không được, chiều tao có hàng với anh Hoàng rồi, mai đi. Vậy thôi, tao đi về luôn. Mất công ở nhà bà cào nhào nhức đầu lắm nha. Ok. Đúng rồi, mắt phải nhìn thẳng phía trước nha. Phải giữ thẳng hai vai nữa. Em đi thì phải cố gắng thẳng lưng lên. Đúng rồi.